Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Thì bữa hôm nay có một fan hâm mộ lại tặng quà cho Nhân nữa. Cái này là Nhân Lì nói thiệt là fan hâm mộ tặng quà cho Nhân Lì nha. Thì hồi bữa mình hay làm video clip ăn uống về tôm hùm đó, thì có một cái bạn tên là Linh Trần ở bên tiểu bang Florida. Thì các bạn này rất là thích mình, cho nên bạn này nói là anh Nhân ơi, em sẽ gửi tặng cho anh Nhân một món quà. Anh Nhân ăn cho vui. Để coi fan hâm mộ gửi cho mình gì các bạn. Fan hâm mộ thì ở trong đây nó có một cái hộp nhỏ, nó bất ngờ chưa. Trong ở cái thùng bự này thì trong này có một cái thùng nhỏ, trong cái thùng nhỏ chắc có cái thùng nhỏ hơn. Đây là mình coi fan hâm mộ mình gửi cho mình cái gì đây nhé. Các bạn ơi, fan hâm mộ cho mình gửi cho mình bào ngư nè. Thì fan hâm mộ của mình nói là gửi cho mình vài con bào ngư ăn để lấy thảo vậy nhé. Alright. Khi mà mình đã rửa mấy cái con bào ngư này xong rồi, bào ngư mình mới rửa xong, mình bỏ tủ lạnh các bạn, thì nó còn hơi thơm quá. Bây giờ mình sẽ làm bào ngư nướng mỡ hành. Các bạn thấy ha, qua nhà chồng đẹp chưa? Qua mẫu đơn nhà chồng các bạn nhé. Đó, bây giờ chuẩn bị mình sẽ rưới mỡ hành lên, thấy không? Người ta mới gửi tặng cho mình còn mấy cọng cỏ nè, chắc là bào ngư này mới bắt lên từ dưới biển lên các bạn. Đó. Thì đây là con bào ngư Hàn Quốc các bạn ha. Bào ngư viền xanh, nó có cái viền xanh xanh nè. Đó. Bây giờ mình sẽ để mình đã rửa sờ rồi. Bây giờ mình sẽ để nó nguyên như vậy, xong rồi mình sẽ chế mỡ hành lên, mình nướng xong mình ăn nguyên con như vậy nó mới ngon các bạn. Ok. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè, năm con nè, sáu con nè, bảy con, tám con, chín con, mười con. Mười con bào ngư. Trời ơi, làm YouTube mà được tặng bào ngư sướng quá các bạn. Hồi xưa là bào ngư là chỉ có nhà giàu mới ăn thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn bào ngư nướng mỡ hành, với lại bữa hôm nay mình sẽ nấu thêm một món mới nữa cho các bạn coi, đó chính là lẩu bao tử hầm tiêu. Đó, nhưng mà nếu mà mình ăn một cái lẩu bao tử không mà không có cái món gì chấm nhi thì mình phải đi ăn bào ngư các bạn. Bây giờ mình sẽ gửi mỡ hành lên, xong mình nướng nó, xong rồi mình rải bột ớt lên, xong rồi mình sẽ ăn với lẩu bao tử các bạn ha. Còn gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi bỏ nó vô lò nướng rồi mình sẽ quay trở lại với con bào ngư này nhé các bạn. Thơm quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 con bào ngư thì mình với vợ mình mỗi người 5 con, để hai đứa khỏi quýnh lộn. Mình sẽ nấu một món ăn mới, đó chính là lẩu bao tử các bạn. Thì khi mà mình nói tới lẩu bao tử thì các bạn sẽ nghĩ tới là món phá lấu. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ nấu thêm một công thức rất là khác. Bây giờ để mình cho cái nồi nó khô cái đã ha. Bây giờ mình có một hũ tỏi thì mình sẽ phi tỏi vào đây. Hồi nãy thì mình chưa giới thiệu với các bạn bào ngư đó, thì mình đã bỏ mỡ tỏi, thấy không, gọi là bào ngư nướng mỡ hành, bào ngư nướng mỡ hành. Nhưng mà trong đây mình có bỏ thêm bột tỏi với lại mấy cái bột mà mình hay bỏ vô con cua, con ghẹ của mình đó. Đó, thơm lắm nha các bạn. Thay vì bột tỏi bình thường, bây giờ mình sẽ bỏ thêm thay vì mỡ hành bình thường, mình sẽ bỏ thêm mấy cái bột nữa. Lát nữa khi mà nó sắp chín thì mình sẽ bỏ nó thêm một lần nữa để cho nó ngon cái con bào ngư của mình. Thì bào ngư nướng mỡ hành thì đơn giản rồi, mình không cần phải nói nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nấu cái lẩu ha. Món chính hôm nay là cái lẩu mà. Ok. Coi bộ là cái nồi thịt khô rồi đó. Ok các bạn ơi, bây giờ để mình mở máy hút lên đã. Thường thường mình nấu mình hay mở máy hút lắm, nhưng mà nó hơi ồn các bạn. Đó. Chồng với sắp tới vô đi. Bây giờ nó đã, bây giờ bỏ miếng sa tế vô các bạn ha.
ăn cái lẩu này phải cay mới ngon. Chưa gì là các bạn nhìn, thấy cái này là các bạn thấy hấp dẫn rồi đó, có phải không nè? Trong khi mình đang làm cái nước sốt thì bên kia ông vợ mình nó đang sắc to tử các bạn. Ồ, cái nồi nước sốt nhìn hấp dẫn quá. Cái này chỉ mới là nguyên liệu thôi nha các bạn, chưa phải là nước sốt đâu. Bầu ngư thì đang nướng ở bên kia. Thôi hôm nay là mình phải ăn mừng nước Mỹ tươi đẹp. Đó. Trời ơi, mình không biết là các bạn có thấy nó thơm không, chứ mình đứng đây mình thấy nó thơm rồi các bạn ơi. Sở dĩ bữa hôm nay mình nói nước Mỹ tươi đẹp á, là tại vì các bạn biết bữa hôm nay là tháng 5 rồi. Thì cái mùa này á, là cái mùa học sinh tụi nó được nghỉ học các bạn. Thì hôm gài học sinh tụi nó cũng đi làm nail bình thường. Học sinh bây giờ tụi nó cũng đi chơi vacation bình thường các bạn. Năm ngoái là dịch Covid nó đang bùng phát dữ dội, cho nên học sinh nó không có được tốt nghiệp luôn. Ồ, bây giờ bao tử mình bỏ vô mình xào luôn các bạn ha. Đây, thay vì ở bên Việt Nam các bạn ăn phá lấu đó, bởi các bạn bỏ bảo tử vô, khăn lá sách vô, các bạn nấu theo kiểu phá lấu. Nhưng mà bữa nay mình ăn lẩu các bạn ha. Đó, thì ngay khi mà nước Mỹ cho chích vaccine rồi đó, thì các bạn biết không, bây giờ dân chúng họ đi chơi quá trời luôn các bạn ơi. Học sinh thì bây giờ tụi nó đổ xô ra đường, tụi nó làm nail quá trời luôn các bạn. Cho nên mình lại thấy nước Mỹ nó vĩ đại trở lại rồi đó. Ngành nail của mình bây giờ bắt đầu ngôi lên nữa rồi các bạn. Mùa hè là cái mùa hốt mà. Năm ngoái là không có hốt được, năm nay là phải hốt lại. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sắc bao tử ra vừa ăn đi các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ bỏ nước súp vô chung với rau ăn, nhập chung với bào ngư nữa chứ mình sẽ. Vậy các bạn thấy không, làm YouTube không, làm YouTube là cái nghề tay trái thôi, nhưng mà nó đem lại cho mình cũng khá là nhiều điều thú vị, không được người ta tặng bào ngư nè, lại được có đồ ăn ngon nữa, sướng quá. Xong rồi lại đi làm nail nữa, sướng quá các bạn ơi, không còn gì vui bằng hết. Ok, bây giờ để mình bỏ nước dừa cho các bạn ha. Để cho cái nước súp này được ngon và ngọt thì mình sẽ bỏ nước dừa vô. Cái này là nước dừa nguyên chất chứ không phải là nước ngọt các bạn nghe, nó không có đường ở đây. Nếu mà các bạn nào mà thích uống nước dừa đó, mà các bạn làm biến chặt trái dừa đó, thì mua cái này uống cho nó lẹ, cái này uống rất là tốt bạn. Cái này là mình ăn theo kiểu lẩu cho nên mình phải cần nước các bạn. Rồi, mình nghĩ là nhiêu nước đầy đủ ha bạn ha.
bây giờ sẽ bỏ một muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường. Rồi, chút xíu bột ngọt. Trong nhận mở cái này mai nó ồn ghê luôn. Chút xíu muối phi Malaysia. Xong rồi mình sẽ bỏ thêm muối hồng Mã Lai vô nữa để cho nó bổ dưỡng. Mặc dù người ta nói cái muối này nó ăn nó chống oxy hóa các bạn, nhưng mà nó thật sự mình ăn không gà mình chẳng thấy mình chống oxy hóa. Ok. Rồi bây giờ mình đã bỏ tất cả vô đây rồi. Để cho nó hâm cho nó mềm chút. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy đây đi ha các bạn ha. Tí xíu bỏ keo với gừng vô sao. Ok. Để mình đi coi con bầu ngư của mình coi. Thì bữa hôm nay mình sẽ ăn theo cái kiểu của lẩu trùng khánh các bạn. Bây giờ mình sẽ để ở giữa là nước với lại nước dừa để mình trụng đồ sống vô. Ở xung quanh đây thì mình sẽ bỏ nước bao tử hầm tiêu vô đây. Và ôi bầu ngư nướng mỡ hành của mình thơm quá rồi các bạn ơi, trời ơi. Các bạn nhìn thấy chảy nước miếng chưa? Bây giờ mình sẽ để nó qua, lát nữa mình sẽ chấm với lại muối ớt xanh. Còn ở bên đây thì có thịt bò thì mình sẽ nhúng dưới đây. À, rau thì mình sẽ nhúng dưới đây, ok. Để mình để cái dĩa hoa đây cho nó đẹp coi. Rồi. Ăn phải là phải có hoa mới đẹp các bạn ha. Bây giờ mình sẽ múc nước súp vô các bạn. Ok các bạn ơi, mình mới bỏ cái nước súp vô đây, các bạn thấy không? Trời ơi, mình không biết các bạn có hửi được không. Nhưng mà nếu mà các bạn là người thích ăn cháo lòng nè, phá lấu nè, ruột heo khiều nước dừa nè, thì các bạn không thể nào bỏ qua cái món lẩu này được. Thơm cái mùi gừng, thơm cái mùi ruột, thơm cái mùi tiêu. Một cái lẩu bao tử thiệt là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ dặn nó lên ăn. Và mình sẽ nhúng rau vô mình ăn các bạn ha. Như vậy thì cái lẩu của mình coi như là xong rồi đó. Bây giờ ở đây còn dư hai con bầu ngư mình chưa có nướng, mình bỏ nó vô đây luôn cho nó chín. Đó. Ok. Bây giờ dập tiệc thôi các bạn ơi. Thì nãy giờ mình đã giới thiệu sơ sơ cái nồi lẩu của mình rồi. Bây giờ thì bữa hôm nay mình biết các bạn sẽ chờ đợi để coi mình ăn cái nồi lẩu này ra làm sao. Thấy không? Chắc là có mấy bạn cũng chưa có nghe cái lẩu là bây giờ đâu. Nhưng mà đã ăn lẩu ngon là phải có rượu ngon. Bữa hôm nay chơi hai cái loại rượu mà mình thích uống nhất. Đó chính là Corona. Corona với lại rượu gạo Hàn Quốc. Mình uống cái rượu này mình bỏ bia bỏ muối vô nhé các bạn ha. Bỏ muối vô. Đó, nó sôi lên nè các bạn ơi, bỏ chanh vô nữa. Đó, uống như vậy mới rất là ngon luôn, nhìn nè. Cạn ly. À, quá mê say. Quá phê. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái con bào ngư đầu tiên đi các bạn ha. Ở đây thì mình có một cái muối tiêu chanh với lại muối xanh luôn. Bào ngư thì mình, trời ơi thơm quá. Chấm với lại muối xanh nữa. Bào ngư này mình nướng á, nó hơi dai hơn là bào ngư mình khìa các bạn. Cho nên bào ngư này các bạn đừng có nướng lâu quá, nó rất là dai. Nhưng mà ăn cũng rất ngon mà. Cũng có tươi mà. Bây giờ nó sôi rồi, mình sẽ bỏ rau vô đi. Chặn ly nữa đi. Không, có mỡ hành. Mặn lắm. Ngon lắm.
đó. Bây giờ mình bỏ rau đi để mình review cái lẩu này của mình cái đã. Trời ơi, nó sôi nè các bạn ơi, nó sôi sùng sục, sùng sục sùng sục. Để trong khi chờ đợi thì ăn thêm một con bò ngư đi. Quá đã. Trước tiên á, mình sẽ review cái bao tử đi cái đã. Ngon. Bảo tưởng mềm đó bạn. Rất là ngon. Ngon cái vừa ăn. Vừa rất lắm. Các bạn ăn giống như là các bạn đang ăn là pha lấu gì đó. Ngon quá các bạn ơi. Hết sảy con bảy luôn. Trong này nó còn có mấy cọng gừng nữa. Mình ngồi đây á, cái khói nó bốc lên á, nó thơm mùi tiêu với lại mùi xả lắm bạn. Để mình húp cái nước này. Trời ơi, cái nước ngọt, nó cay cay, nó mặn mặn. Ngửi được cái mùi tiêu các bạn. À, nóng quá. Quá đã các bạn ơi. Em nếm thử coi. Chỉ có thể là number one. Không có gì ăn kìa. Cây cây ngon. Sở dĩ mà bữa hôm nay mình ăn cái lẩu này là các bạn biết tại sao không? Tại vì đã lâu rồi mình không có ăn phá lấu các bạn. Thì mình định mua cái bịch nấu phá lấu về mình nấu. Đúng không? Nhưng mà mình không có thời gian các bạn ha. Cho nên mình nấu cái lẩu bò này. Nó ăn cũng giống y chang luôn các bạn ơi, không có gì khác nhau cả. Chỉ có điều là phá lấu á, là các bạn ăn trong cái chén nhỏ, xong các bạn cắt mấy ruột này nhỏ nhỏ ra, xong các bạn lấy cái tâm, các bạn chích vô cái tâm á, xong rồi bạn chấm vô muối tiêu ăn. Thì phá lấu là như vậy không? Nhưng mà cái này không, các bạn ăn nguyên cái lẩu luôn. Này gọi là phá gì? Phá mồi. Này là phá mồi. Không, mỗi bạn có rau không? Hồi xưa cạn ly cái lại hồi xưa mà ở bên Việt Nam mình ăn phá lấu á, mỗi một ngày đi ra trường á, cái mình mua 1.000 phá lấu, người ta lấy cái chén nhỏ xíu nè, xong người ta lấy cái ruột lên, người ta cắt vô đầy cái chén này, xong người ta nặn chanh vô, xong rồi người ta đưa cho mình, cái mình lấy mình chấm. Trời, hồi đó một cái chén phá lấu này mà 5 thằng bạn của mình tụi nó dành vô tụi nó ăn các bạn, thì là ghê gớm. Nhưng mà thời đó là thời học sinh mà đứa nào cũng không có tiền, cho nên chia nhau ăn các bạn ha. Không, hồi xưa chỉ có bao nhiêu phá lấu này nè. Mà 5-6 thằng ăn. Bây giờ một thằng ngồi ăn nguyên một thao cái phá lấu luôn. Nó quá đã. Có thêm rau đi cô ơi. Ok bác tài. Bỏ rau vô. Các bạn thấy mình chế cái lẩu này hay không? Tại vì nếu mà các bạn ăn phá lấu không á thì nó hơi ngán, các bạn ăn tầm một chén hai chén là các bạn ngán rồi. Bây giờ các bạn chế thằng cái này nữa, các bạn hơi ăn với rau luôn. Quá xá đã. Thịt bò nè. Đó. Sướng luôn. Trời ơi,
Ăn cái này phải uống cái củ gạo Hàn Quốc mới ngon. Oh man, đúng là củ gạo Hàn Quốc nó thơm cái gì đâu á. Húp một xíu mà nó xỉn rồi. Ngon lắm các bạn ơi, mình nói thật sự với các bạn đó, cái lẩu này á, trời, nếu mà các bạn nào mà ghiền ăn ăn ghen ăn ruột rồi đó, à, các bạn không thể nào bỏ qua được. Wow, trời ơi, cái nước đó không tanh các bạn, nó ngọt. Nếu mà các bạn nào mà uống nếu mà các bạn nào ăn cháo mà gọi là cháo lòng á, cái nước này nó giống như là nước cháo lòng vậy đó. Wow, trời ơi, nó ngọt tận xương. Wow, quá đã. Mình có bỏ thêm sả tế nữa cho nên mỗi lần mình húp nó vô á, nó có cái thơm của tiêu, nó có cái cay của sả tế, nó có cái ngọt của nước dừa, nó có cái mùi của ruột các bạn. Trời đó, hồi xưa là cái thời mà mình nghèo khó đó bạn, lấy tấm miếng ruột lên chấm muối tiêu. Trời, nó lạ gì đâu, nó lạ quá. Thêm tiêu này đủ cay nữa ha, có sa tế đủ cay nữa. Muốn thêm tiêu, em thấy sa tế cay. Các bạn bỏ nhiều tiêu vô á thì nó cũng không có cay hơn bao nhiêu đâu, nhưng mà nó thơm lắm các bạn ơi. Trời ơi, bỏ càng nhiều tiêu càng tốt ha. Đúng không? Bỏ thêm thơm. Ngon lên. Quá đã. Hấp hết súp đi. Như vậy thì bữa hôm nay mình lại có thêm một món mới cho các bạn nữa, đó chính là lẩu bao tử đó. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà mình ăn lẩu bao tử này á thì mình uống bia, mình thấy nó có một cái chút gì đó có sai sai các bạn, nên nó không có ăn nhập vô đâu, giống như là nó bị lạc đời á. Nhưng mà nếu mà mình ăn lẩu bao tử ha, bây giờ nè, lấy cái bọc lẩu bao tử lên chấm một miếng tiêu, uống một chút rượu. À trời ơi, mình thấy nó vô đời các bạn. Nãy giờ là mình lạc đời, bây giờ mình thấy nó vô đời đó. Xong rồi mình húp một chút nước súp nữa. Mình bắt đầu vô phần kết luận rồi đó. Nãy giờ là thăng bài, bây giờ là vô kết luận. À, quá đã. Bởi vì người ta nói ăn cái gì á là phải uống cái đó các bạn ha, giống như là ăn lẩu là phải uống rượu mới ngon. Không, quá đã các bạn ơi. Chụp miếng mì cay một giọt mì. Thì cái này á là chỉ là mình chỉ nghĩ ra mình nấu thôi, chứ thật sự thì cũng chẳng có cái quán nào mà bán bài bản gì các bạn không. Giống như là nếu như mình thèm cái gì thì mình ăn cái đó thôi, chẳng hạn như là mình thích ăn thì mình nấu ăn thôi, chứ thực sự mình cũng các bạn ra được cũng chẳng ra ai bán cả đó. Nói thực sự với các bạn á, cái lẩu này rất là ngon. Mình không phải là mình ăn cái gì mình cũng khen các bạn nhé, nó ngon thiệt. Nếu mà các bạn nào mà coi mà thích á, các bạn có thể nấu theo để mà ăn. Quá đã. Ngày mai ăn cái lẩu này xong, nếu mà cái mấy cái ruột này dư á, mình vớt nó lên mình nấu cháo lòng ăn. Cháo bao tử không? Bao tử luôn. Cháo lòng mà cháo bao tử đó. Thì sẵn đây cảm ơn chị Jenny Linh đã tặng cho mình bào ngư các bạn ha. Mình quên nãy giờ. Thấy không? Làm YouTube mà người ta coi mình, người ta thích mình, người ta tặng bào ngư các bạn.
mình để về bữa mình quay video clip, có ông chủ tiệm vàng cũng tặng vàng cho mình coi. Nó giận chứ. Morel. Leo nhanh mới gấp nữa. Nó giận chứ hôm gài mình quay video ăn uống thì cái có cái chị kia chị thích, xong rồi chị nói để chị tặng thêm một miếng bào ngư, chị cũng bán bào ngư nữa. Thì các bạn nào mà thích thích mua bào ngư á thì các bạn có thể lên website của cái chị đó để mua bào ngư. Thì cũng giống như mình hay nói ở bên Mỹ này, khi mà các bạn mua hàng mà nhất là mua hàng của người Việt Nam á, thì có nhiều người Việt Nam bán hàng không có được chất lượng. Thì cái chị này bán hàng rất là có chất lượng các bạn, hàng là bảo đảm luôn. Ok, đó là như vậy. Thì ở nhà chỉ có hai người ăn thôi, cho nên mình có thể thọt cái muỗng vô múc như vậy không. Nếu mà mình đi ra đường mình ăn với bạn của mình thì mình sẽ lấy cái muỗng khác mình múc nó ra để cho nó được lịch sự. Nhưng mà bữa nay là ngày đầu tuần thứ hai các bạn, cho nên mình sẽ chẳng có mời khách tới đâu, cho nên cái đậu này chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi, cho nên mình không cần phải lịch sự đâu các bạn ha. Thì các bạn biết không, bữa hôm nay là thứ hai nhưng mà mình làm rất là đông khách các bạn. Tại vì tuần sau là học sinh tụi nó bắt đầu nghỉ hè rồi. Thì ba mẹ của tụi nó bắt đầu lên kế hoạch là sẽ dẫn tụi nó đi chơi đi mùa hè các bạn. Đi nghỉ hè. Thì tại sao các bạn? Tại vì ở bên Mỹ này các bạn biết không? Ở bên Mỹ này á, thời gian là vàng bạc. Mình hay nói ở bên Mỹ này á, thời gian là vàng bạc. Tại sao mình hay nói là thời gian là vàng bạc? Tại vì các bạn biết không, thường thường ở bên Mỹ người ta rất là bận rộn đi làm, chỉ có những cái người làm biếng họ mới không bận rộn thôi. Thì bây giờ con của họ là được nghỉ mùa hè, nhưng mà những người mẹ, những người cha họ phải đi làm, cho nên họ phải tranh thủ cái thời gian mà con họ vừa nghỉ á, là họ phải lên kế hoạch là họ book cái chỗ này để mà đi chơi, họ đặt cái chỗ kia để mà đi chơi. Thì bây giờ là tuần sau là con họ nghỉ, có nghĩa là cái ngày cuối cùng mà con họ nghỉ học đó, thì họ sẽ là ngày mơi là họ sẽ đi tắm biển hay là đi tới cái trên nơi nào đó chơi nguyên một tuần. Và sau khi đi chơi xong về thì con của họ vẫn nghỉ hè nhưng mà họ vẫn phải đi học tiếp, cho nên họ phải book cái chỗ đi chơi trước. Thì trong cái tuần này có nghĩa là con họ phải tới để làm móng tay móng chân cho nó đẹp để đi chơi. Thì cái ngày cuối cùng khi mà con họ học xong đó là ngày mơi là coi như là họ bay đi chơi. Có người thì đi Mexico, có người thì đi Florida, có người thì đi Hawaii không. Thì mỗi năm nếu mà không có ngày không có dịch bệnh Covid đó, thì cái ngày cái tuần này nè là học sinh nó chuẩn bị nó đi thi các bạn. Tại vì nó thi cuối năm. Đó. Thì các bạn biết không, cái ngày này là cái ngày mà học sinh họ đi thi cuối năm đó, cho nên họ kéo nhau đi làm các bạn. Ở bên Việt Nam mình đi thi là người ta đi ôn bài cuối năm, học sinh nó đi thi, nó đi thi cuối năm, nó đi làm móng tay. Tại vì các bạn biết sao? Tại vì tụi nó đi thi cuối năm xong á, thì cái ngày thi cuối cùng á, tụi nó sẽ được đi dự một cái buổi tiệc, gọi là buổi tiệc dạ hội. Cho nên cái ngày này á, là mấy đứa học sinh tụi nó sẽ kéo nhau để đi làm móng tay móng chân cho nó đẹp. Tại vì tối sau cái bữa thi á, tụi nó sẽ đi nhảy đầm với bạn trai của nó các bạn. Nhảy đầm xong làm gì? Xong rồi tụi nó nhảy đầm xong cái tụi nó có baby các bạn. Xong rồi cái tụi nó nghỉ học. Xong rồi cái ba mẹ tụi nó đuổi ra tụi nó khỏi nhà. Đó, cái đó là cái câu chuyện tiếp theo của mình nữa. Đó chính là cái video tiếp theo mà mình muốn kể cho các bạn nghe. Ở bên Mỹ đàn bà có phải là số 1 hay không? Nếu mà các bạn nào muốn nghe câu chuyện đó thì hãy để lại một chấm, mình sẽ kể cho các bạn nghe. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, để mình nhé hàng trước, biết không? Ở bên Mỹ này á, ai cũng nói là đàn bà là số 1 hết các bạn. Thì bữa hôm nay những cái đứa bé tụi nó học lớp 12 á, tức là tụi nó tầm 17, 18 tuổi thôi.
Thì sau cái tuần này tụi nó sẽ tốt nghiệp lớp 12 các bạn, tụi nó sẽ đi lên đại học. Thì sau cái tháng này á, tụi nó sẽ đi nhảy đầm với bạn trai của tụi nó. Có đứa thì tụi nó đi chơi với bạn trai nó xong về tụi nó có bầu các bạn. Có đứa thì tụi nó đi chơi với bạn trai nó xong về thì tụi nó dẫn đi lên đại học. Nhưng mà 90% là đa số tụi nó đều có bầu, cho nên tụi nó sẽ bị nghỉ học ngang các bạn ha. Miễn đi chơi là có bầu anh. Ừ. Ghê vậy. Đi chơi thôi là có bầu à? Thì nếu mà các bạn là mình muốn nghe sâu thêm về câu chuyện này, các bạn hãy để lại một chấm đi. Để coi mình có biết có nhiều người thích coi hay không, mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện này. Thôi bây giờ xưa ba mẹ tao nói, ông bà nói là nắm tay có bầu nữa. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video. Ô dè, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Tạm biệt các bạn. Cạn ly. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái lẩu của mình. Bye bye các bạn. Con đợi đứa táo của em ạ. Honey crisp. Nước táo ép. Trời men, nó cái lẩu nó ngon cái gì đâu đó các bạn ơi, mình nó thật sự như vậy luôn á.